Thì bây giờ phải nhớ về số C, được chưa? Một nhỏ số C. 1C này. 2C này. 3C này. 4C này. 5C này. 6C này. 7C này. 8C này. 9C này. 9 chưa? 10C này. 10C này. Được chưa? Phép thì mình nắm được luôn rồi gì nữa? Cần gì phải nhớ, đúng không? Đấy, thế thì chúng ta phải nắm được cái bài hát gì? Mẹ em phải bón phân hóa học ở ngoài đồng. Đấy, đây là với những bạn mà yêu quý mẹ nhá. Với những bạn mà muốn tán gái, bao nhiêu đứa muốn tán gái, bao nhiêu đứa yêu cái bạn nữ ở bên cạnh, bao nhiêu đứa mua yêu cái bạn nữ, thích bạn nữ ở bên cạnh thì giơ tay lên, thầy dạy cho cái văn tán gái, tán cái bạn nữ ở bên cạnh. Có phenol nhưng mà phenol không phải bây giờ nhá. Được chưa? Nào. Mê. Mê. Em phải bao phen hồi hộp ôi người đẹp, kinh chưa? Đảm bảo 100% đứa nào nghe câu này là toang. Bỏ phí học hành rồi nó không yêu đâu nhá. Mê em phải bao phen hồi hộp ôi người đẹp. Đấy. Thì cái văn này là để làm gì? Để mình xác định được những anh đầu sẽ đồng đảo. Những anh mạch chính, đúng không? Mạch chính đầu tiên là gì ạ? Meter. Đúng không? Gốc đấy. Ether. Prop. Butter. Penter. Hexer. Hector, Octa, Nona, đúng chưa? Deca, được chưa? Thì đây là những cái gốc quan trọng. Thì những cái gốc này quan trọng như nào? Nếu mà nó là mạch chính mà no thì mình chỉ cần ghép chữ ALE vào nhá. Nếu mạch chính mà no, ví dụ như là Ancan chẳng hạn, Ancan thì mình chỉ ghép vào thôi. Là gì nhỉ? Methan, ethan, propan, buten, penten, hexen, hepten, octen, nonen và deken. Được chưa? Nhưng thầy muốn các em nắm được nhiều hơn ngoài bọn alkane. Đấy là các gốc alkyne. Chà. Alkyne. Alkyne. Thì bằng alkyne bỏ đi một H. Thì nó thành là methyl. Ethyl. Propyl. Butyl. Đấy, chỉ cần các em nhớ này thôi. Được chưa? Đấy. Các gốc alkin cần nhớ. Được chưa?